Hello, xin chào bạn, mình là An Nam đây. Hôm nay mình sẽ chơi thử game Unabashed, tức là tựa game có nhan đề là Ngôi Trường Sát Sống. Game dựa theo một bộ phim của Hàn Quốc các bạn. Đấy, mới đầu vào chúng ta là những học sinh này, có những bộ đồng phục rất chỉ đẹp. Các bạn nào xem phim Hàn Quốc nhiều các bạn biết, các bạn học sinh cấp 3 ở bên đó có những bộ đồng phục rất chỉ đẹp. Và chắc chắn là giá thành nó sẽ không hề rẻ chút nào cả. Chúng ta bắt đầu ra sân trường, các bạn thấy rất nhiều zombie luôn. Zombie là những bạn học sinh bị biến đổi gen, bị virus luôn, rất chia to con và cứ thấy người là tấn công. Mới đầu vào mình chỉ có mũi khổng lục thôi, bắn quái này thì ta được những linh hồn nửa kìa các bạn đấy, nó thỉnh thoảng hiện những linh hồn nửa đấy, ta sẽ thu thập những cái đấy, đấy để tăng level và dùng những cái đó để mua súng. Các bạn thấy cứ thấy người tấn công rất nhiều, đấy, mình đã tăng level rồi này. Cộng 12 linh hồn nửa, linh hồn màu xanh nhỉ, đúng không? Linh hồn nửa màu xanh nhỉ. Rồi mình đã thử theo với khẩu súng là được, vừa đây là khẩu gì shotgun, nhưng mà phải mua linh hồn. Hiện tại nó chưa cấp miễn phí nhỉ. Mình tiếp tục chạy. Ngoài nói là rất nhiều zombie các bạn, sân trường may ra rộng nên mình có thể nách qua được. Máu hiện tại vẫn là 100% thôi. Chưa dùng được nhá. Vẫn khẩu ấy hiện tại vẫn chưa dùng, bao giờ nó phải sáng thì mới dùng được các bạn ạ. Rồi ta tiếp tục chống lại những con zombie thôi. À, nó hết thời gian các bạn. Mỗi mát ta có 5 phút để chống lại zombie thôi. Đây, cái này mình có 5 phút tiếp này. Đây, các bạn thấy time lapse kìa. Có 5 phút thôi. À, chuyển đến map mới. Mình đã đổi thành cầu shotgun đây rồi. À, đầu tiên các bạn nên nhập thêm cái code này nhá. Được 300 linh hồn kìa. Linh hồn nữa kìa. Ok. Map này ta ở như ở bến cảng này các bạn. Đây nè, có tàu biển đây rồi. Vậy container. Cũng rất nhiều zombie. Rất chỉ là hùng hãn. Căn này ta chỉ có 2 viên là bắn đam thì khỏe, nhưng mà rất chi là mất thời gian các bạn ạ. Thời gian nạp đạn mất thời gian này. Có lẽ sau đó mình sẽ phải đổi khẩu súng trường khác thôi. Đây là ta sẽ dùng để tăng đam, tăng size này, tăng đạn nữa kìa. Okay, thôi mình lại tiếp tục bắn khẩu này để xem có thay đổi gì không. Đợi một chút level mình sẽ đổi khẩu khác các bạn ạ. Đấy, bắn một viên cũng chết thôi. Đấy, đúng đầu là cũng chết một con zombie. Đáng tiếc là chỉ có 2 viên đạn thôi. Ôi, con zombie này nó khổng lồ đấy các bạn ạ. Trên đầu ký hiệu có độc kìa, có virus kìa. Đấy, nó không khè. Nó mà khè được những con nửa thì ghê. Đấy, vừa bắn xong ra vừa rút nuôi này thôi. Wow, bắn con zombie gái nên never luôn này. Mình có khẩu gì? Roy Gun kìa. Nát mình sẽ kiểm tra cái khẩu đấy xem bắn thế nào nhá. Đâu rồi? Đó là bên đặc biệt này. Chưa được các bạn ạ. Đây phải mua mất 250 linh hồn cơ. Mà mình chưa có ạ. Mình sẽ để dành để mua những khẩu xịn hơn. Rồi ta tiếp tục chống lại những zombie thôi. Đây là những đồng... những cái chấm chấm màu xanh là những đồng đội của mình các bạn ạ. Phải nói cũng rất nhiều bạn đang chơi cái game này. Rồi có một hộp đấy, không biết là hộp đạn hay hộp gì được các bạn ạ. Mình vừa nhặt được nhưng mà không thấy hiện cái gì cả. Đây là một đợt zombie mới đấy các bạn ạ. Nó ra chết chìa nhiều luôn. Rất là đông luôn. Càng đông bắn càng vui các bạn. Wow, chỗ này một đội này. Chết chi là hung hãn. Thấy người cứ nào vào cắn xé thôi. Mày còn tốc độ chạy của... mình cũng rất chia nhanh các bạn thấy tốc độ chạy của mọi người này nhanh này, chứ nó chạy chậm thì chắc là zombie cắn chết thôi. Có một bạn lùa được rất nhiều này. Đấy, dẫn địch này. Đây mà súng của ta khoảng 100 viên đạn ta quạt thì thích phải biết. Rồi chúng ta còn 2 phút 15 giây nữa qua đợt map này, mình vẫn còn 3 mạng các bạn nhá. Máu thì vẫn 100% thôi, mình vừa đánh vừa rút nuôi thì sẽ không sợ, chỉ sợ bị tấn công được sau lưng thôi. Ừ, có cái zombie da màu đen này các bạn. Đấy, lại một đợt nữa ra này các bạn. Để ra mà có con boss nào nó chạy thật nhanh, nó tốc độ kinh thì nhìn nó sẽ cuốn hút hơn, game sẽ thêm phần gay cấn hơn. Đấy, có cả con zombie gái này, nhìn gái thế mà biến thành zombie hết sức là lãng phí. Đúng, virus không chừa một ai các bạn.
Yến thì da màu xanh. Ôi có cả con gì đó, con khỉ rốt à? Ông khỉ rốt đội mũ bảo hiểm này, hay là lính cứu hỏa không biết. Nhìn rất chi to con. Bắn những con đấy thì chắc chắn được nhiều kinh nghiệm hơn rồi. Rồi mình đã được thêm một khẩu SMG này. Để mình sẽ xem là cái khẩu súng này bắn thế nào nha. Đây SMG đây rồi. Sẽ phải mua hết 100 linh hồn, mình sẽ mua thử này. Ok. Thử luôn, test luôn xem nó bắn thế nào. 20 viên đạn luôn. Súng này bắn thì mình nghĩ là đạn ra rất chi nhanh thôi. Ngoài dí phát hết này. 20 viên đạn chỉ dí một dí thôi. Đạn nhanh. Đam thì trung bình thôi các bạn. 20-30 máu thôi. Ui một đàn khí này. Một đàn này chỉ to luôn. Đấy, thay đạn cũng khá là nhanh. Mất chỉ mất 2-3 giây thôi cũng là thay xong một băng đạn rồi. Và 20 viên đạn thì dí cái này hết. Rồi chúng ta tiếp tục. Mình sẽ có thêm một khẩu khác này. Khẩu này giống khẩu UMP này. Con này khẩu tiểu niên. Rồi một đợt zombie nữa. Lại đến các bạn, 5 phút. Chúng ta có 5 phút. Đợt này nó sẽ chạy ra từ góc này các bạn này. Và cả trong này nữa. Mình sẽ dí thẳng đầu bắn thôi. Mình đã lên level 4 rồi. Không biết cái này level max là bao nhiêu. Tiếp theo là những đợt zombie khác. Rồi bắn cũng rất chi đã tay các bạn ạ. Các bạn chơi sau các bạn có những khẩu súng xịn thì các bạn bắn thì rất chi thích. Rồi bây giờ mình đã mở được khẩu AK rồi các bạn ạ. Sẽ mua 150 linh hồn thôi. Mình rất thích bắn AK từ các game bắn súng khác. Vì nó hơi giật tí nhưng đam rất mạnh. Các bạn thấy đam này 35, 45. AK bao giờ đam mạnh này, 42. Rồi, đạn cũng ra nhanh. Mỗi băng đạn ta được 25 viên. AK này sau mình nâng cấp lên thì nó sẽ mạnh hơn. Vừa nâng cấp đam vừa nâng cấp về số lượng của băng đạn lên thì thích. Rồi, trời đã bắt đầu sầm tối các bạn ơi. Ban đêm thì mình nghĩ zombie nó sẽ xa nhiều hơn. Đợt zombie này này, chạy từ góc kia ra đây. Rồi chúng ta sẽ được thêm những linh hồn này. Đấy. Bắn rất chỉ đã tay luôn. Bây giờ mình sẽ bắn thử một khẩu. Khẩu này nó không khẩu 41 trong hép này các bạn ạ. M416 của bên Bugi đấy. Khẩu này anh nhặt những hộp này xem nào. Sẽ khám phá trong nhà xem có những cái gì không các bạn ạ. Zombie cũng từ trong này xuất hiện ra. Một đội quân, đội mũ hiểm luôn. Những con đấy nó chắc nó đánh mình ấy, mỗi lần chắc phải mất 20-30 máu mất. Súng này đạn ra cũng nhanh này, đam trung bình khoảng 30-36 này các bạn ạ. Mỗi lần cũng được 25 viên đạn thôi. Ta có các đợt nhá. Mỗi lần 5 phút chúng ta lại có đợt zombie mới ra. Mình đã lên level 6 rồi này. Có 276 linh hồn rồi. Bây giờ mình sẽ thử bán khẩu VSS này. Và AWM, APM này. Mình sẽ bắn thử khẩu VSS này xem nào. Hơi xa các bạn ạ. Đây, mình sẽ bắn tầm gần hơn xem được không. Đấy, 80 máu rồi, 60 máu. Nhầm thì mất thời gian thôi, mình chẳng nhầm nữa. Một viên cũng chết rồi các bạn, hai viên. Những con quái to là mất phải hai viên. Bắn này khá là lâu. Cái này súng phải bắn tầm xa thôi. Có lẽ mình chuyển thành khẩu AK, mình nâng lên đam đi xem nào. Cộng 4 đam này, 49 đam mà. Rồi, đã hết linh hồn rồi. Sẽ có bắn khẩu AK rồi thôi.
Bắn tròn mượt mà. Rất chi là đã tay. Các bạn nào chán những thể loại khác thì có thể vào chơi game này. Link game mình sẽ để phần mô tả nhé. Và video mình hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Các bạn đã giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.